ngắm con trai đang trường đẹp tựa thiên thần trong lễ rửa tội, được thừa hưởng các nét đẹp của cả bố và mẹ. Bé Thiên Từ, con trai của nam ca sĩ đang trường và doanh nhân Thủy Tiên, càng lớn càng đẹp càng đáng yêu. Vừa qua, bé Thiên Từ được bố mẹ tổ chức buổi lễ rửa tội tại nhà thờ và nhà riêng bên những người thân, được ba mẹ chăm chút và mặc cho những chiếc quần sọc cùng áo vi lê xanh, bên trong sơ mi trắng, trông bé Thiên Từ đáng yêu và ngộ nghĩnh. Dưới đây là hình ảnh đáng yêu của bé Thiên Từ tại buổi lễ rửa tội. Bé Thiên Từ ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ, cả hai vợ chồng nam ca sĩ đang trường chăm sóc con chu đáo. Vợ chồng ca sĩ tổ chức lễ rửa tội tại căn biệt thự triệu đô bên Mỹ.